Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID lan ra 10 tỉnh thành, quan chức chính phủ mải cãi nhau. Các ca nhiễm trong cộng đồng đã xuất hiện ở 10 tỉnh thành khắp nơi trong cả nước. Chính phủ nói các ổ dịch lần này nghiêm trọng và phức tạp hơn những ổ dịch lần trước. Trước đó, báo chí cũng loan tin rằng Việt Nam cam kết sẽ ngăn chặn lây lan của COVID-19 sau 10 ngày. Cùng lúc đó, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nói rằng các ca bệnh liên quan đến chủng mới của virus nên nguy cơ lây lan rất nhanh. Đây là hình ảnh toàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 220.000 người dân đã bị phong tỏa trong 21 ngày, bắt đầu từ 12 giờ vào ngày 28 tháng 1. 4 đám cưới ở Hải Dương biến thành ổ dịch. Sở Y tế Hải Dương xác định 4 đám cưới trên địa bàn của tỉnh đã ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19, hình thành 4 chuỗi lây nhiễm đến Hà Nội. Đám cưới gần nhất diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1 tại nhà hàng Việt Tiên Sơn, địa chỉ km 39 quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Liên quan đến đám cưới này đã ghi nhận 3 ca nhiễm, trong đó chủ nhà tổ chức tiệc cưới là bệnh nhân 1814, nữ 50 tuổi, là giáo viên ở trường Trung học cơ sở Sao Đỏ, sống ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con trai bà là bệnh nhân 1815, sinh viên Đại học FPT Hà Nội. Khách sự đám cưới của bệnh nhân 1819 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đường dịch tễ, chuỗi lây nhiễm từ đám cưới này như sau. Gia đình chủ nhà có 5 người gồm vợ, chồng, hai con trai và con dâu. Địa chỉ thường trú số 9, phường Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 23 đến 24 tháng 1, đám cưới con trai cả được tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn. Khi đó, con trai thứ đang học tại trường Đại học FPT, láng Hòa Lạc về Hải Dương ăn cưới anh trai, sau đó về Hà Nội. Vào ngày 27 tháng 1, cả gia đình cũng chuyển về chung cư Dreamland 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Về đến Hà Nội, bà chủ gia đình có biểu hiện đau rát họng, đã khai báo y tế là người đi từ Chí Linh, Hải Dương về. Hôm sau, con trai thứ cũng bắt đầu ho, đau rát họng và mệt mỏi. Hai mẹ con được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 30 tháng 1. Kết quả ngày 31 tháng 1, dương tính COVID-19. Bộ Y tế ghi nhận bà là bệnh nhân số 1814 và con trai là bệnh nhân số 1815. Người phụ nữ 50 tuổi, giáo viên ở thành phố Chí Linh, Hải Dương, hôm 30 tháng 1 được xác định là bệnh nhân số 1814. Trước đó, bà đi công chứng mua bán nhà dẫn đến thêm 2 người nhiễm COVID và nhiều F1 khác. Cụ thể, vào sáng ngày 27 tháng 1, bà cùng hai vợ chồng chủ nhà sinh sống tại quận Cầu Giấy đi công chứng hợp đồng mua bán nhà tại văn phòng công chứng số 2, số 3 và số 6 ở phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Cặp vợ chồng người bán nhà tiếp xúc với bà ngày 27 tháng 1 là F1 của bà. Trong đó, vào ngày 1 tháng 2, người chồng có kết quả dương tính với COVID thành bệnh nhân số 1866. Đây là hình ảnh. Trong ngày 2 tháng 2, một số báo tại Việt Nam đưa tin về khả năng đóng sân bay Nội Bài, nhưng sau đó đã gỡ bỏ thông tin trên. Đến tối ngày 2 tháng 2, nhân viên phòng công chứng 45 tuổi tiếp xúc với bà cũng dương tính với bệnh nhân 1883. Việt Nam cũng ghi nhận thêm 9 ca mới vào ngày 3 tháng 2, tổng số ca mắc là 310 ca từ hôm 27 tháng 1. Với 9 ca mắc mới, số mắc tính từ ngày 27 tháng 1, khi dịch bùng phát đến nay là 310 ca ở 10 tỉnh thành, gồm Hải Dương 226 ca, Quảng Ninh 38, Hà Nội 21, Gia Lai 14, Bình Dương 4, Bắc Ninh 4, Hòa Bình 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang mỗi nơi 1 ca, và con số này vẫn tăng lên mỗi ngày. Nguy hiểm hơn là 80% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, qua phân tích 240 bệnh nhân COVID-19 trong đợt này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng gì. Đây là thách thức lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân. Điều này gây khó khăn rất lớn trong việc phát hiện sớm sàng lọc bệnh nhân COVID-19. Phó giáo sư Khuê cũng nhận định như vậy. Theo các chuyên gia, các triệu chứng của người mắc COVID-19 thường là sốt, ho khan, mệt mỏi. Có một số người gặp thêm triệu chứng như đau nhức, đau họng, tiêu chảy, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác. Người dân thường được khuyến cáo đi khám khi có các triệu chứng sốt, ho khan, mệt mỏi, nhất là khi đi từ vùng dịch về. Trong thời đại dịch COVID-19, nếu gặp người ho, hắt hơi, mọi người cũng nên cảnh giác đề phòng. Nhưng nếu bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng thì mọi người cũng
sẽ chủ quan, không dự phòng bệnh dịch và cho bản thân và người khác. Bệnh nhân sẽ thấy mình khỏe mạnh và mang virus đi khắp nơi, ngay tại các bệnh viện nếu như thấy người không có triệu chứng ho sốt cũng sẽ mất cảnh giác. Cụ thể như ca bệnh mới nhất tại Gia Lai, bệnh nhân đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai khám và đã đi qua một vài khoa nhưng do không hề có triệu chứng hay dấu hiệu gì của COVID-19 mà chỉ có một biểu hiện rối loạn tiêu hóa. Bệnh nhân được chỉ định đi khám về tiêu hóa nên đi đến khoa tiêu hóa. Lúc này, sau khi khai thác tiền sử của bệnh nhân, biết bệnh nhân đi từ vùng dịch về, các bác sĩ mới yêu cầu bệnh nhân quay lại phòng cách ly. Phó giáo sư Khuê đã dẫn chứng như vậy. Phóng viên của Việt Nam đã chất vấn quan chức và lời hứa của quan chức liên quan đến đại dịch COVID-19. Đây là hình ảnh ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của Việt Nam. Mạng xã hội Việt Nam cũng chia sẻ nhiều câu chuyện như sau. Phóng viên Vũ Khuyên, kênh truyền hình VOV đã hỏi: Tôi có một câu hỏi dành cho Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng như sau. Báo chí có quy định phát ngôn của báo chí, nếu chúng tôi nói sai thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Vậy nếu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện được lời hứa của mình thì có chịu trách nhiệm gì hay không? Hay chỉ hứa suông và hứa cho vui mồm và phải chịu trách nhiệm trước ai? Tôi lấy ví dụ cụ thể như tại cuộc họp gần đây của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Hà Nội. Người đứng đầu Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh có nói rằng: Tôi hứa với các đồng chí nếu Hà Nội mà bung, mà toang thì tôi chịu trách nhiệm. Tôi hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm mà chẳng hứa thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy nếu Hà Nội mà bung, mà toang thật thì Chủ tịch của Chu Ngọc Anh phải chịu trách nhiệm như thế nào, có bị kỷ luật hay không? Hà Nội liệu bây giờ có đang chủ quan phòng chống đại dịch hay không? Tiếp đến một vấn đề đang đàn tán xôn xao về phát ngôn của Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Vũ Đức Đam nói rằng sẽ dập dịch trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, những người phát ngôn của Chính phủ Việt Nam, ông Mai Tiến Dũng cho biết ai công bố 10 ngày khống chế được COVID-19 thì trách nhiệm của người đó không phải danh nghĩa chính phủ. Chính phủ không công bố thông tin 10 ngày dập được dịch. Đây là ý kiến cá nhân của thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Ai công bố thì trách nhiệm của người đó, không phải danh nghĩa của chính phủ. Đứng đầu Văn phòng Chính phủ đã nói, theo báo Giao thông chia sẻ. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng từng cam kết sẽ dập dịch trong 10 ngày kể từ ngày 28 tháng 1, theo tờ báo Tuổi Trẻ đăng tin. Cách đây 2 ngày, chúng tôi tự hứa là 10 ngày dập dịch, đến chiều nay còn 8 ngày. Vẫn khẳng định như vậy, làm sao đến ngày tiễn ông công, ông táo, thì cơ bản việc dập dịch gần ổn. Số ca bệnh có thể tăng thêm, nhưng Thủ tướng và người dân yên tâm là chúng ta đang kiểm soát tốt, Phó Thủ tướng khẳng định như vậy. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thì cho biết, từ 2 ca bệnh ban đầu phát sinh, Bộ Y tế đã xác định đây là chủng virus mới từ Anh có khả năng lây lan rất nhanh chóng. Từ đó nhận định đưa ra là đợt dịch lần này nhiều khả năng phức tạp và khó đối phó vì lây lan cả qua không khí, chứ không riêng gì việc tiếp xúc gần. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội. Hà Nội có thể giãn cách toàn xã hội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã nói một số nơi trong thành phố đã triển khai công tác chống dịch chưa đủ nhanh, quyết liệt. Tâm lý một bộ phận người dân còn chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định về Bộ Y tế và cho rằng có thể thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Hà Nội cần thay đổi chiến lược. Đối với Hà Nội, nâng cấp lên một mức thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, hạn chế tập trung đông người theo chỉ thị 15, phù hợp với từng địa bàn, coi F2 gần như F1. Về chủ trương giãn cách toàn thành phố, ông Thuấn cho biết Hà Nội sẽ cùng Bộ Y tế xem xét có nên thực hiện giãn cách hay không. Chỉ thị 16 là giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất hay tương đương với biện pháp lockdown tại một số nước. Đọc kỹ những lời ông Đàm nói, ông ấy nhấn mạnh việc kiểm soát 2 ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, chứ không nói dập được dịch trong toàn quốc. Nếu làm đúng chức năng, tuân thủ các hướng dẫn quy trình, chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh, cố gắng sao mức cao nhất để có thể đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói trong một cuộc họp như vậy. Và nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ủng hộ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau câu trả lời và chỉ trích của Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Nhiều ý kiến trên trang Facebook bày tỏ thái độ bênh vực Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Cô Nguyễn Thị Dương của Thủ Thiêm đã viết như sau: Lần này nếu dập được dịch, chắc công đầu thuộc về Đảng, về Chính phủ. Nếu bị dịch dập thì ông Vũ Đức Đam tự chịu trách nhiệm về mình. Dù dập được dịch
hay sẽ bị dịch dập, cá nhân tôi vẫn dành cho ông Đam một sự tôn trọng nhất định vì những gì ông đã làm cho dân trong đại dịch lần này. Facebook Dương Quang Hùng thì nói rằng, lại chơi nhau rồi, cấp dưới của Phó Thủ tướng mà dám phát biểu như vậy, đang cay cú, không phải trường hợp đặc biệt nên về làm người tử tế. Còn Facebook Nguyễn Long thì nói, là một người làm việc ở phòng văn phòng chính phủ mà phát biểu như vậy tưởng hay lắm sao. Ôi xem sao mà thất vọng với ông, dù 10 ngày không dập được dịch toàn dân vẫn đồng hành cùng bạc đàn. Facebook Bình Thanh thì nói, cán bộ ai thế nào dân đều biết hết. Bác Nam lăn lộn chống dịch cả năm nay vất vả, kể top thành tích rất nhiều. Dân phục, dân thương, giờ giả sử như bác lỡ có nói sai câu gì đi nữa thì dân vẫn không bao giờ trách bác. Còn ông bộ trưởng này thì chưa gì thể hiện kiểu trốn trách nhiệm, thấy mà buồn quá. Còn Facebook Hữu Thông thì chia sẻ, quyết tâm vào mục tiêu 10 ngày dập dịch, nhưng có thể dịch diễn biến phức tạp ngoài sự tính toán ban đầu thì tất cả lãnh đạo và nhân dân vẫn đồng lòng khống chế dịch tới cùng. Facebook Quyên Lê thì nói, lần sau đồng chí Đam nhớ nói, đây là cá nhân tôi tuyên bố, và khi nào chính phủ tuyên bố nhớ nói, đây là lời của chính phủ ạ. Các đồng chí khác cũng nên như thế, để chúng tôi biết các đồng chí lãnh đạo phát biểu trước dân, khi nào thì nói theo cá nhân và khi nào thì nói theo cách của lãnh đạo đại diện chính phủ. Facebook Lê Tâm thì chia sẻ, sau khi chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, dân sai chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì nay thêm cá nhân nói, cá nhân chịu trách nhiệm, còn chúng ta không nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 2 năm 2021 với bản tin Covid lan nhanh ra 10 tỉnh thành, quan chức chính phủ mải cãi nhau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được các bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.